Đòi bỏ việc ở Nhật về mẹ nuôi, bạn nam bật khóc trong ngày trở về sau 5 năm bôn ba xứ người. Thôi, về nhá, mẹ nói mẹ nuôi rồi đấy. Về rồi. Về đi. Thế liệu có về trong Tết được không? Sao kịp. Giờ còn phải cấy xong mới về chứ có phải thích là về được. Thế đồ đạc các thứ không về à? Gửi gì à? Khổ lắm. Trời ơi con ơi. Mẹ nhìn em đang bảo làm sao đây. Ôi giời. Mẹ bố nó gửi đâu. Mẹ bảo mẹ nuôi.